Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ công thức cacao sữa đá. Đây là một bản úp mới dành cho size lớn. Như trên clip thì mình gợi ý hai hãng cho các bạn lựa chọn là Buratot và Luve. Các bạn nên chọn loại cacao nguyên chất không đường. Hãng Luve thì có thêm một tí đường, tuy nhiên thì nó không quá ngọt, nó vẫn rất là đắng. Mình cho 10g cacao vào ly. Kế tiếp thì mình chỉ cho 20ml sữa đặc và 10ml nước đường. Các bạn có thể tùy chỉnh lại lượng đường và sữa đặc tùy theo khẩu vị của bạn. Khuấy cacao cho đến khi sệt rồi mình mới cho 10ml nước nóng vào. Các bạn cho nước nóng vào trước thì nó sẽ bị vón cục và khó đánh tan. Kế tiếp thì mình dùng 10ml sốt sô-cô-la, đây là hãng Da Vinci, mình gợi ý cho các bạn. Mình dùng sốt để tăng thêm cái độ đen của cacao và độ thơm. Sau đó sẽ đi làm lạnh hỗn hợp này để tăng thêm độ sệt. Kế tiếp thì sẽ cho 180ml sữa tươi vào, các bạn có thể tùy chỉnh lượng sữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ đổ đầy đá và đổ hỗn hợp cacao lên. Cách làm này thì cacao sẽ tự động tạo vân trên ly của mình. Video chia sẻ công thức cacao sữa đá kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ các video của mình lần sau.